Hello anh em. Thực sự đợt này bận lắm anh em. Đây anh em có thể thấy này, trong những cái sàn này của mình bắt đầu rêu rước nó mọc lên rồi này. Đây. Mình đợt này mình chăm nó lười quá, mình cứ mua cả mớ về xong rồi mình vứt ở đây. Ăn thì tự nhặt. Đây. Béo ú béo đầu lù này anh em này. À, con nào con đấy béo ú. Đây tràm này, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Con tràm này của mình rất là khỏe, mình nuôi thiên nhiên luôn đấy. Nó con tram này của mình là được bao lâu rồi ta? Nó cũng phải được 1 tuổi rưỡi, gần 2 tuổi đấy anh em ơi. Đây, mình sẽ lấy dế. Đợt này mình bận quá nên là nhiều khi mình ra mình cứ cho ăn ào ào xong rồi mình lại ấy, mình cũng không có thời gian quay. Đợt này không, đấy, con này nó cứ thấy ăn là nó nào vào này. Đây. Thấy không? Bây giờ mình sẽ bỏ nó lên nhá. Đấy, nhìn con trang của mình nhỉ. Chưa cần đặt xuống dưới nó đã nick rồi đấy. Nó ở cái môi trường thiên nhiên ở ngoài này nó rất là thoải mái. Thoải mái lắm anh em ạ. Và đặc biệt là hôm nào mà hai hôm mà mình không quên cho ăn ấy, mình bận quá mình không cho ăn được ấy thì nó sẽ rời khỏi chuồng để nó rời khỏi cái trạc này để nó đi nó tìm ăn. Nó sẽ đi loanh quanh trong cái trèo lên đây, mình lại phải bắt ngược lại. Tại vì kiểu như là nó bắt đầu nó mò xuống nó đi nó tìm ăn ấy. Nhưng mà thật ra trong cái chuồng này thì để mà nó tìm được, tự tìm được một thức ăn thì không khó lắm. Những con này mình nuôi theo kiểu nuôi pet nhà ấy. Mà bảo là bây giờ bảo là đi tự tìm thức ăn để mà ăn thì không khó, không tìm được đâu. Nên trong cái chuồng này của mình nó cũng kín đấy anh em. Anh em thấy không? Đây mở góc rộng cho anh em xem. Đấy. Thả rông con này, con Tegu thì mình vừa cho ăn rồi, nó chui trong gầm này này. Nói chung là không có thời gian dọn nên là nhìn nó cũng hơi bừa một tí anh em ạ. Kệ, thật ra mình nuôi ở ngoài trời mà, mình nuôi ở ngoài vườn mà, cho nên là nó cũng không nặng nề lắm. Mình bảo là có thời gian thì mình kiểu như nhấc một vài tấm đá lên, sau đó là mình sẽ cho trồng cây xuống. Thế nhưng mà bận quá không làm được. Cái con này của mình thì nó siêu hóng ăn rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn đây. Đây. Con này thì cho ăn theo kiểu này cho nó nhà anh em ạ. Tại vì nó ăn rất là khỏe ạ. Cho nên là mình sẽ cho vào trong cái thùng này. Cái thùng này là trước mình nuôi dán Duvia đấy anh em. Nhưng mà đợt này mình bận quá không có thời gian nên mình cũng không nuôi nữa, mình dọn dẹp đi cho nó gọn gàng sạch sẽ. Đây. Bây giờ mình sẽ cho con này nó ăn nguyên một cái vỉ này. Được bao nhiêu con thì được nhá. Con này thì nó ăn rất là khỏe. Và hiện tại mình cũng không còn nhiều đâu. Nhiều BD đâu. Mình chỉ còn mỗi con này với một con bé nữa thôi. Đợt này không có thời gian chăm cho nên là mình tống hết đi rồi. Một con này với một con bé nữa. Hôm trước là mình bay hết rồi, nhưng mà có cái con bé đấy là bị đồng đội nó cắn chột mắt. Thế nên ra là mình giữ lại để mình chăm. Nhưng mà thấy nó cũng yếu yếu. Còn một con này to thì nó bao khỏe rồi. Có ăn hay không ăn thì cứ vứt thả rông ở trong này, xong rồi nó ăn gì thì nó ăn, mà không ăn thì nó ăn rau. Đây tí nữa mình sẽ phải xịt nước đây, mình chưa xịt sạch, bẩn quá. Đây con này mình cũng thả rông đây. Con này của mình thì dạo này đẹp lắm anh em ạ. Đây để mình thử thử ăn. Nó hơi ngược máy ra. Mình bế nó lên trên này cho anh em xem. Này. Đẹp không anh em? Có 1-2 cái gai đầu nó bị đứt ngọn. Mình cũng không rõ nguyên nhân là tại sao đứt ngọn, nhưng mà nói chung là những cái gai khác đợt này mình chăm rất là đẹp. Ú luôn. To rồi. Con này thì bây giờ bắt đầu lớn rồi, đẹp chưa anh em? Con này thì chắc là vỡ màu rồi. Con này thì nó giữ được màu anh em thấy không? Em thấy là gần như là khi mà mình nó to như này rồi nhưng mà màu nó vẫn bạc. Rất là bạc và vàng, không bị nổ sang màu cam nhá, không hề nhá. Nhưng con này thì là nổ sang màu cam này. Em thấy không? Con này nổ xong màu cam rồi này, đuôi bắt đầu nổ này. Đầu bạc phơ rồi này. Đó, xong rồi gai bắt đầu lên màu cam. Còn con này thì đặc biệt là không lên luôn. Con này trắng tinh luôn, không có một tí màu cam nào. Anh em thấy ok không? Đó, con kia nó ăn xong rồi bắt đầu nó lên cây nó nằm ấy, phơi nắng. Suất của nó ở dưới này, cứ ăn thoải mái thôi. Con này với con này là hai con ăn suất ở ngoài. Cho ăn ở ngoài với nhau. Còn những con này thì mình nuôi bên trong chuồng. Tại vì con này mình muốn cho nó to hơn ra một tí nữa mình mới thả. Còn con này thì do kiểu như nó sổng nhiều lần quá cho nên cái tâm tinh thần nó không ổn định, mình không muốn thả ra. Blue thì không phải nói rồi, huyền thoại rồi, cắn mình huyền thoại rồi.
nhưng mà đợt này ú lu đấy anh em ạ. Nhưng mà cái gai đợt này con này kém lắm, cái gai nó không không được đẹp lắm. Ok, bây giờ mình vào trong nhà mình cho hai cái con trong nhà ăn, đó chính là con ghen đây. Xong rồi mình cho anh em xem cái cập nhật tình hình của con ghen đây luôn nhá. Tại vì con ghen đây của mình ấy là đợt này là nó đang bị mọc đuôi lại. À quên, thật ra mình có hai con BD đây mới tèo xong anh em ơi. Tại vì sao anh em biết không? Tại vì là mình nuôi nhốt ở trong cái chuồng trong kia. Thế nhưng mà không hiểu sao mà cái kia nó kiểu như lâu ngày quá, nó bị kiểu như là nó bị nóng, ánh nắng chiếu vào nó bị giòn ấy, nó vỡ, thế là con này nó chui ra ngoài nó đi chơi. Thế cuối cùng là chắc là bị con tê gu nó tấn công. Sáng nay mình sờ thấy là thấy nó cắn vào đầu rồi. Đây đang nằm đây. Tí nữa mình sẽ mang đi chôn sau. Đấy mình còn con này với con này, hai con này với con kia, là hai con to. Nhưng cuối cùng là toi rồi. Buồn ghê. Bảo nó quay cho anh em xem cái vì nó hy sinh mà mình cũng quên mất. Quên mất. Đấy. Đi vào cầm cái thùng thức ăn mà còn quên mất. Cầm cái thùng dế vào cho con ghép. Con ghen đây. Con ghen đây của mình thì lần trước anh em xem clip trước thì cũng thấy nó bị đứt đuôi ấy. Mình làm đứt đuôi của nó. Đợt này bắt đầu nó mọc lại rồi anh em ạ. Mọc lại nhú nhú nhìn buồn cười lắm. Nhưng mà chắc cái đợt này là hồi phục khá lâu. Tại vì là đây anh em thấy không? Anh em có thể xem video này. Đấy, bắt đầu nhú nhú đuôi đây này. Nhưng mà đợt này hồi phục khá lâu tại vì đứt sâu quá. Mọi lần thì đứt nó lông thôi, lần này đứt sâu quá. Khổ thân. Anh em thấy không? Đây, bây giờ mình sẽ cho nó ăn đây. Nói chung là phải chịu khó bồi bổ để cho bạn ấy nhanh hồi phục. Ăn đi con. Ủa, không ăn à? Chê à? Mấy hôm trước thì mình cũng vứt vài con dế vào trong chuồng cho nó tự bắt tự ăn anh em ạ. Cho nên là có vẻ như là cũng không thiết tha lắm. Đây. Ăn không? Bọn này thì nói chung là nó đã không ăn thì có dí nó không ăn. Cái chỗ nào dưới đấy, con ghen đây nó cũng con gecko này ở dưới này nó ăn này. Mình còn một con gecko nuôi chung đây anh em thấy không? Đó, con gecko leopard này nuôi chung với con ghen đây này, hai con nuôi chung với nhau trong cái chuồng này. Ủa đợt này bận quá, đợt này hè đến mình rất là bận, mình đi dạy suốt à, cho nên là chuồng trại anh em thấy không hơi bận, anh em thông cảm nhé, anh em xem anh em thông cảm. Cắn vào đây này, mày cắn vào đây này, mày cứ cắn vào cái cây làm gì. Đấy. Thì không tìm được cái kẹp bé của mình đâu. Cái kẹp to này khó cầm quá. Bình thường là sau khi mình cho mấy con này ăn xong ấy thì mình sẽ thả vài con dế vào trong chuồng đây cho chúng nó tự săn. Tại vì cái khả năng săn mồi của con ghen đây gecko ấy nó rất là mạnh. Nó có thể di chuyển được linh hoạt tất cả các mặt mà trên mặt đứng hoặc là trên dưới đất hoặc là trên không, trên tường, trên là nó rất là linh hoạt, nó bắt rất là tốt. Cho nên là mình thường là mình sẽ thả vài con ở trong chuồng đây để cho kiểu như là nó bò khắp nơi ấy. Sau đó là lúc nào nó đói nó sẽ tự săn, đặc biệt là như vậy. Con ghen đây của mình thì nếu mà tính về tuổi thì con này nó phải rơi vào tầm 5 tuổi đấy anh em ạ, không ít đâu, 4 tuổi 5 tuổi đấy, khá là già đấy, không phải đơn giản đâu. Thôi chắc là mình xin dừng cái video này tại đây, xong bây giờ mình sẽ cho con bé của mình đi ăn. Đây con bé của mình thì hôm nay là hôm trước là mình tạm thời mình nhốt ngoài này, bây giờ mình sẽ bỏ ra cho nó ăn đây. Đâu nó mất rồi ta, nhốt ở trong cái chuồng này, chuồng sa mạc này. Ok anh em và ba anh em, mình hẹn anh em ở những clip sau nhá. Anh em muốn xem chi tiết về con gì hay có những câu hỏi gì, thật ra lâu rồi mình cũng không tập trung mình chơi bò sát, đợt này mình chuyển sang chơi mô hình ấy. Bò sát thì mình còn những con nào là mình giữ mình nuôi đến khi nào nó tèo thì thôi, cho nên là nhưng mà mình vẫn còn những kiến thức về bò sát, cho nên anh em có câu hỏi gì muốn đặt cho mình hay muốn hỏi gì mình để xem là nuôi trải nghiệm ngoài trời ở miền Bắc nó như thế nào thì mình có thể chia sẻ cho anh em. Ok bye bye anh em nhá.